năm 2020. Mức phạt lỗi đi ngược chiều được quy định tại Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ. Theo đó, mức phạt đối với hành vi này tăng mạnh so với quy định trước đó, tức Nghị định số 46 năm 2016. Đối với hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, thì mức phạt năm 2020 trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp như sau. Đối với xe ô tô đi ngược chiều, mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Đối với xe máy đi ngược chiều, mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Đối với xe đạp đi ngược chiều, mức phạt từ 200 đến 300 ngàn đồng. Có thể thấy, mức phạt đối với ô tô tăng mạnh nhất từ tối đa 1,2 triệu đồng lên 5 triệu đồng. Mức phạt đối với lỗi đi ngược chiều của xe máy tăng từ tối đa 400 ngàn đồng lên mức 2 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm lỗi này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 4 tháng. Nhưng hiện nay, tình trạng đi ngược chiều này vẫn còn diễn ra khắp các tuyến đường trong thành phố. Một xe, hai xe, ba xe và rất nhiều xe ngang nhiên di chuyển ngược chiều. Đây là những hình ảnh điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 3 phút, ống kính camera cận cảnh đã ghi lại nhiều hình ảnh liều lĩnh của người dân điều khiển xe máy chạy vào đường ngược chiều tại giao lộ đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí và đoạn từ tượng Đài Liệt Sĩ rẽ vào hẻm 549 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cái tình trạng mà xe chạy ngược chiều như vậy thì có diễn ra thường xuyên không? Dạ có chị. Thường xuyên lỗi ngược chiều với lại là không đợi nóng mình từ sáng, từ lúc 6 giờ đó. 6 giờ cho đến 4 giờ chiều. Giống như xe chạy ngược chiều với lại xe đây nó chạy nhanh quá. Khoảng thời gian học sinh đi học thì vẫn còn diễn ra đông. Cái tình trạng này nó từ rất là lâu rồi. Và đa số thì nâu có giao thông tốt ở đây thì nó ngưng được, đỡ được một thời gian, xong rồi nó lại tiếp tục. Thường xuyên bởi vì cả vào buổi tối nữa, mình ở đây mở cửa hàng từ 8 giờ sáng đến 10 giờ, 11 giờ đêm. Nhưng mà buổi đêm thì nguy hiểm hơn là ban ngày. Buổi đêm là tại vì xe tải người ta đi qua nhưng mà số lượng người đi ngược chiều lại rất là đông. Có những lúc có tình trạng là đã va quệt ở đây rất là nhiều rồi. Mà tình trạng này bây giờ có thể quay sang bên đường nhìn luôn là luôn luôn lúc nào cũng có người đi ngược chiều, đi ngược ngang. Mà khi học sinh đi học về rất là nhiều, là kẹt đường 24/24, là kẹt từ 8 giờ sáng cho đến khuya luôn. Có ở đây xe đi ngược chiều diễn ra thường xuyên, khoảng vào lúc 7 giờ sáng đến 9 giờ. Những xe đi ngược chiều đây có gây nguy hiểm cho người đi đường. Người ta đi ngược chiều thì sẽ cắt đầu xe của người khác thì sẽ gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến người đi đường. Mặc dù đã có nhiều tai nạn xảy ra, nhưng nhiều người dân thiếu ý thức vẫn điều khiển xe máy chạy vào đường ngược chiều, gây nguy hiểm cho những người đi đúng phần đường của mình. Nguy hiểm hơn hết là tình trạng xe nhỏ chạy ngược chiều và cắt đầu xe lớn, dễ gây ra tai nạn giao thông. Chỉ có cái tầm giờ ví dụ buổi chiều này, là trong cái khoảng từ 3 rưỡi cho tới khoảng 5 giờ, mà hôm nào vào thứ 6 thì cao điểm nhất là đến 7 giờ là nó kẹt thế thôi. Mà kẹt ví dụ những cái người dân người ta có ý thức người ta đi ấy, thì không vấn đề gì, nhưng nếu để xảy ra tai nạn thì hầu như là do những xe chở hàng cồng kềnh, là một do những người lái ẩu ý thức kém. Những tuyến đường này có rất nhiều xe buýt xe tải, mỗi khi có người chạy ngược chiều, xe buýt xe tải phải lấn vào làn xe máy để tránh. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người đi đúng chiều và cả người đi ngược chiều. Tại vì là ở bên cái đoạn này, ví dụ người ta có một cái đoạn này mà người ta muốn băng qua cái đường Đinh Bộ Lĩnh chẳng hạn. Thì nó có một khúc kia, nếu để mà quành từ D2 sang thì nó lại quá xa. Cho nên là người dân người ta ví dụ muốn đi qua đây là bắt buộc người ta sẽ phải đi một đoạn ngược chiều từ kia sang đây một xíu và người ta đi qua đây. Có những người dân biện minh cho hành vi điều khiển xe máy đi sai luật. Nó có nguyên nhân hết. Một số cái người dân người ta sống ở ngay gần đây chẳng hạn, chỉ có đi từ ngã tư lên đến đây. Nói chung là người ta đi như thế, kể cả có người người ta đi ngược chiều, nếu là người dân ở đây người ta đi cũng một đoạn, người ta cũng rất là ý thức. Đó, có người còn cẩn thận hơn là cũng dắt xe nữa cơ. Xô Viết Nghệ Tĩnh là con đường huyết mạch để đến bến xe miền Đông, thường xuyên bị ùn tắc giao thông. Nhưng nhiều người đã bất chấp nguy hiểm, ngang nhiên sang đường tại giao lộ đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí để sang đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, di chuyển ngược chiều một hàng dài như thế này đây. Xe nhỏ di chuyển từ hẻm 549 đổ ra đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì luôn cắt đầu dòng xe lớn đang chạy đến với tốc độ khá cao, gây cản trở và nguy hiểm cho làn xe lưu thông đúng chiều tại nơi này.
Bên cạnh đó, mặc dù có biển cấm xe ô tô di chuyển từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào hẻm 549, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra hàng ngày khiến người dân trong hẻm ngán ngẩm. Có biển cấm nhưng mà xe ô tô vẫn chạy ra chạy vô liên tục. Đôi lúc xe vô thì cũng có kẹt xe. Tình trạng này diễn ra rất là thường xuyên, xe tải rất là lớn, với lại xe taxi tất cả hay đi vào đường này. Đường này rất là kẹt xe rất là nhiều vào buổi chiều với buổi trưa đấy, rất là kẹt xe. Ngày nào cũng diễn ra như vậy. Rất là nhiều năm rồi chứ không phải là một hai ngày. Rất là nguy hiểm luôn, xe tải, xe ben, xe lớn cũng vào cái đường này, vì đường này là đường hẻm. Nhiều lúc đi ngang qua đấy làm đứt dây điện, đứt dây cáp, rất là ảnh hưởng. Người ta chỉ cấm xe hơi không được lưu thông từ đây sang qua đường Đinh Bộ Lĩnh thôi. Chứ người ta không cấm xe hơi là lưu thông trong hẻm. Tại vì một số hộ dân ở trong hẻm người ta vẫn được phép lưu thông xe hơi đi vào. Mà mỗi lần xe hơi đi vào thì đa số đều bị tắc đường. Hầu như tất cả có xe tải, rồi xe lớn, xe trọng tải lớn cũng đi vào đây luôn. Nên là tình trạng ở đây rất là hay bị kẹt đường. Giao thông hỗn loạn diễn ra mỗi ngày khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây gặp khá nhiều khó khăn. Mạnh ai người nấy đi, cùng nhau vi phạm luật giao thông, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên đoạn đường này. Dạ, em mong muốn là nó sẽ giảm đi và sẽ không có xảy ra tai nạn gì. Tôi mong là nhà nước và các cấp chính quyền sẽ giải quyết cho đoạn đường này không có xe đi vào và ra ngược chiều sẽ ảnh hưởng đến người đi đường. Thì mong chính quyền với lại các cấp ấy làm sao đấy xử lý để cho nó triệt để đấy. Đường này đường nhỏ chứ không phải đường lớn, ảnh hưởng đấy, hư hỏng đường rồi sập cống nhá. Nhờ pháp luật thì giao thông các công an đến đây là can thiệp thôi. Mong rằng trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ chấn chỉnh tình trạng chạy ngược chiều và xe ô tô rẽ trái từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào hẻm 549 để đảm bảo an toàn cho mọi người. Nam sinh tổn thương mắt do học cách làm pháo tự chế theo chỉ dẫn trên mạng. Nam sinh lớp 9 bị cục bàn tay do chế pháo theo hướng dẫn trên YouTube. Dập nát bàn tay do đốt pháo. 27 người ở Đồng Nai dập nát bàn tay do đốt pháo. Một bé trai khoảng 15 tuổi ở huyện Châu Thành A, Hậu Giang bị dập nát ba ngón tay khi tự chế tạo pháo để chơi. Nhìn những hình ảnh như thế này, có lẽ mọi người đã hiểu rõ thêm sự nguy hiểm của pháo tự chế. Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, thì hành vi tự chế pháo cũng xem là hành vi sản xuất pháo và bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo Điều 10 Nghị định này, việc sản xuất, tàn trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt vi phạm hành chính dường như chưa đủ răn đe. Theo quy định tại Điều 305 Bộ Luật Hình sự 2015, người nào sản xuất pháo nổ, chế tạo thuốc pháo thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Mặc dù quy định cấm đốt pháo đã được đề ra từ lâu, nhưng vẫn còn một số người dân vẫn bất chấp quy định, vẫn đốt pháo tại các dịp lễ Tết, hội hè, khai trương hoặc có những người đốt pháo chỉ vì sự tò mò, thích thể hiện. Đây là một đoạn clip được tung trên các trang mạng. Mặc dù gây nguy hiểm cho người khác và cho chính mình, nhưng những thanh niên đốt pháo trong đoạn clip trên lại cho là vui tai. Hiện nay, nếu gõ từ khóa pháo tự chế, thì trên trang mạng Google sẽ hiện ra rất nhiều kết quả với những đoạn video hướng dẫn cách tự làm pháo đã làm cho nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Đây là một đoạn clip do một thanh niên quay lại cảnh đốt pháo tự chế tại khu vực ao nhà. Trước cảnh nhiều người đã phải trả một cái giá quá đắt, nhẹ thì bị thương, nặng thì bị mất đi một phần cơ thể, thậm chí là tử vong. Thế nhưng, vẫn có người sản xuất và tiêu thụ pháo tự chế. Một dấu hỏi lớn, bao nhiêu người nữa phải trả giá cho hành động dại dột này? Việc người dân tự ý sử dụng pháo nổ thực sự là một vấn nạn đáng báo động hiện nay. Nếu không sớm phát hiện ngăn chặn kịp thời, thì rất có thể một ngày nào đó, những quả pháo tự chế kia sẽ phát nổ bất cứ đâu trong cộng đồng dân cư. Cần tuyên truyền phổ biến đến những tác hại của pháo tự chế và pháo nổ nói chung. Phụ huynh cần giáo dục con em mình không tham gia vào các hoạt động tự chế, tàn trữ pháo nổ, vật liệu nổ để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc, gây thiệt hại tính mạng và tài sản cho chính bản thân, cho gia đình và người khác.
qua đường gây tai nạn, vượt ẩu gây tai nạn. Có rất nhiều tai nạn nguy hiểm xảy ra trên đường phố mà chương trình camera cận cảnh đã từng cảnh báo tới người dân. Và tai nạn hôm nay cũng tương tự như thế. Đồng hồ hiển thị khoảng 8 giờ sáng, đoạn đường rộng, xe ô tô có gắn camera hành trình đang đổ trong lề, phía trước có một chiếc xe máy đang dừng lại. Một lúc sau, có một chiếc xe đạp và một người nằm chống chơ dưới đường, người dân xung quanh chạy ra giúp đỡ. Chuyện gì đã xảy ra? Cùng xem lại tình huống, xe ô tô có gắn camera hành trình đang đổ sát lề đường, thì một người phụ nữ mặc đồ đỏ, không đội mũ bảo hiểm chạy ngược chiều đến với tốc độ khá nhanh. Vừa đến gần xe ô tô thì người phụ nữ này đánh lái ra ngoài đường để tránh, thì từ phía dưới, người đàn ông đi xe đạp đang đi đúng chiều giật mình loạng choạng tay lái để tránh người phụ nữ đi ngược chiều, khiến người đi xe đạp va vào xe ô tô màu trắng đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân văng khỏi xe và ngã ra đường, nhiều người dân chạy đến giúp đỡ. May mắn là lúc này không có xe chạy lên, nếu không đã có vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Đáng trách nhất là người phụ nữ mặc áo đỏ không đội nón bảo hiểm đi ngược chiều gây tai nạn. Thêm một vụ tương tự, xe có gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường thì đột nhiên thắng gấp lại vì chiếc xe ben phía trước đang đi ngược chiều. Tại sao chiếc xe ben lại đi ngược chiều? Liệu xe ben có gây ra tai nạn? Nhưng không, chiếc xe ben và xe ô tô có gắn camera hành trình đã thắng lại kịp thời. Chiếc xe ben rẽ vào đoạn đường đất. Khi xe ben đang rẽ vào thì bất ngờ từ phía sau một chiếc xe máy chạy vụt lên, khiến tài xế xe ben phải thắng gấp lại. Chiếc xe máy va vào đầu xe ben văng vào lề đường. Sau va chạm, chiếc xe ben chạy vào đoạn đường đất để nhường đường cho các xe khác. May mắn là người điều khiển xe máy vẫn đứng dậy được. Tình trạng đi ngược chiều trên đường phố đã tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm và nhiều vụ tai nạn khủng khiếp cho người đi đúng luật. Điển hình là hai vụ va chạm mà chương trình vừa đề cập. Bên cạnh đó, cần lên án hành vi vô ý thức và xử phạt thật nặng những người xem thường pháp luật, điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều để tai nạn giao thông ngày càng giảm đi. Về cái việc mà nhà nước quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng là một điều rất là hợp lý, em ủng hộ 100% cho điều này. Vì em thấy cái việc mà đeo khẩu trang như thế này thì bảo vệ cho sức khỏe của mình, rồi bảo vệ cho sức khỏe của tất cả mọi người xung quanh mình nữa. Cái việc mà mang khẩu trang khi ra nơi công cộng mà nhà nước đã ban hành ra, đó là một điều rất là nên làm. Và em thấy điều này thì đúng, nên mình cần thực hiện. Mức độ khói bụi ở thành phố hiện tại cũng rất là cao rồi, cho nên là em nghĩ là cái việc đeo khẩu trang nó rất là quan trọng khi ra ngoài đường cũng như là đến các nơi công cộng. Cái việc mà đeo khẩu trang thì đối với một số người thì nó sẽ gây đau lỗ tai, nhưng mà với tình hình hiện nay thì em nghĩ là cái việc đeo khẩu trang nó sẽ giúp cho bảo vệ sức khỏe của mình với là người xung quanh của mình nữa, thì em thấy là việc này rất là không sao cả. Theo em nghĩ cái việc mang khẩu trang thì cái đó là thói quen, nên mình có thể tập để quen. Tại vì người ta không mang là do người ta cảm thấy khó chịu hoặc là người ta không quen, thì cái việc này mình có thể tập được. Còn hiện tại nếu như mà đi ra đường trong cái khoảng thời gian này, đi ra đường mà nhiều người không mang khẩu trang thì em cảm thấy rất là nguy hiểm, giống như là chưa biết cách bảo vệ cho bản thân của mình. Theo bản thân em thì cái việc đeo khẩu trang em có thấy rất là quan trọng, vì thường ngày thì em cũng đã đeo khẩu trang khi ra ngoài đường hoặc là đến cái nơi đông người. Về riêng bản thân em thì em cũng sẽ không cảm thấy khó chịu khi mà mình đeo khẩu trang một khoảng thời gian dài. Thỉnh thoảng thì em vẫn đau tai một chút xíu, nhưng mà nó cũng không quan trọng lắm về cái vấn đề đó. Em cũng đeo khẩu trang thường xuyên khi mà đến nơi làm việc hoặc là đến trường học và đến những nơi đông người. Em mong là chúng ta hãy cùng nhau đeo khẩu trang với lại giữ vệ sinh cá nhân thật tốt. Thì em cũng hy vọng là mọi người là đừng chủ quan nữa, và mình phải tự biết bảo vệ cho sức khỏe của bản thân mình, như là tập thói quen mang khẩu trang. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về email cameracancanh@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980 305.